Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng rượu tuyển chọn. Video buổi trưa hôm nay thì em Dương sẽ lên nhà mình sản phẩm là áo măng tô nhá. Thì chủ yếu sẽ là áo măng tô dạ, hàng mới về nhá em nhé. Thì hôm nay thì em sẽ lên cho nhà mình khoảng 35 mã áo thôi. Măng tô dạ nó không có nhiều. Thì 35 mã áo thì trong đó thì cũng là hàng trong kiện hàng của Nhật nhá. Hàng tuyển Nhật Tây từng cái một bên Nhật. Thì là cũng có một số các cái thương hiệu lớn, như là hôm nay em có YSL này, Burberry này, Uniqlo này. Đấy, ngoài ra thì các cái thương hiệu lớn họ chuyên làm áo măng tô của Nhật cho anh em nhé. Độ mới thì rất là cao. Thì hôm nay thì em sẽ báo giá theo từng sản phẩm nhé. Tại vì là nó cũng sẽ lẫn một vài con áo nữ vào, cho nên là em sẽ báo giá riêng theo từng sản phẩm cho các anh chú bác mình nhé. Rồi, mã đầu tiên này, hôm nay bắt đầu từ mã E nhé. Mã chỉ có khoảng 35 mã thôi. Một con măng tô dạ nhé, chất dạ. Lên nhà mình một con này hàng của YSL này, ISL nhé. Này, ISL này. Đấy. Con này thì nó là cái màu nâu nhá, màu nâu hạt rẻ. Màu rất là hay, rất là dễ mặc này. Đây. Là cái dòng măng tô thì em nói qua là các anh chú bác mình là chủ yếu quan trọng nhất giúp em là cái tay áo nhá. Tại vì nó là cũng là cái dòng áo khoác ngoài ấy, khoác ngoài, cho nên là các anh chú bác mình chỉ cần quan trọng nhất là vừa cái tay áo thôi. Đấy. Đây này, như con này em mặc là nó sẽ bị dài tay này. Đấy, anh em cũng mặc vừa tay áo được tại vì nó khoác ngoài thôi. Đấy. Và cái giá trị mua mới của áo măng tô thì nó rất là cao, đặc biệt là măng tô dạ nhá. Giá trị mua rất là cao. Đấy, như cái con măng tô dạ này của cái dòng ISL nhá. Thì con này thì mua mới thì nó sẽ rẻ nhất thì nó sẽ rơi tầm khoảng độ 32 triệu nhá, là dòng măng tô của ISL. Thế còn giá có những con nó lên đến 1 tỷ. Tức là có những con mà anh em lên mạng search nó đang bán là tầm 987 triệu cho một con măng tô ISL nhé. Đấy, thế còn hàng fake thì nó cũng bán tầm 2 triệu đến 2 triệu rưỡi rồi, hàng fake nhé. Đấy, con này là một con chính hãng 100% hàng của Nhật nhé, tem Nhật đây. Con này là chất len 100%, chất len 100% cho em nhé. Này, cúp nó là toàn bộ nó là cúp sừng và màu của nó là màu nâu hạt rẻ nhé, màu nâu hạt rẻ rất là dễ mặc. Đấy. Độ mới con này cho em tầm 92-93% nhé. Áo rất là mới, sờ chất áo sờ cực kỳ thích luôn. Trong nó sẽ có hai túi cho em nhé, trong nó có hai túi cho em này. Ở bên trong của nó sẽ là lót gió nhé, lót gió này. Ở đằng sau thì nó sẽ có xẻ tà cho em này. Đây, xẻ tà này, con này sẽ tương đối là dài nhé. Và khi mà em mặc thì nó tay áo nó sẽ bị dài như này. Đấy, cho nên là em là 1m65, 55 cân. Đây là như con này thì là anh em nào phải tầm 1m75 nhá, 1m75 đến 1m8 cho em mặc là nó sẽ vừa. Còn cân nặng thì ra là do cái dòng măng tô dạ nó khoác ngoài, cho nên là cân nặng thì anh em cứ thoải mái thôi, mặc được hết nhá. Con này là mã E1 nhá, E1 ạ. Bụng 65 dài 112 nhá. Bụng 65 dài 112 cho bác nào tầm 1m75, 1m8 cho em. 1m75, 1m8, 1m85 mặc được nhá anh em nhá. Đấy. E1. Con này 1 triệu rưỡi ạ. Giá 1 triệu rưỡi cho em nhé, 1 triệu rưỡi. Mã tiếp theo nhé, lên nhà mình một con măng tô nhé. Con này là nó là sẽ là màu con này màu của nó kiểu màu xanh ô liu ấy, nhưng mà khi mà ánh sáng chiếu vào thì nhìn nghiêng nó cũng sẽ kiểu đổi màu ấy, màu rất là hay luôn. Đây, con này con Burberry nhé, Burberry. Đây, cúc của nó toàn bộ nó sẽ là cúc sừng cho em nhé, cúc sừng cho em này. Đây, cúc sừng nhé. Bên trong thì nó sẽ là lót vải ạ, bên trong là lót vải cho em nhé, lót vải này. Đấy. Và cái bình thường bên con này thì nó sẽ có thêm một cái áo bên trong nhé, áo gilet bên trong. Con này bị mất rồi, con này bị mất rồi anh em nhé. Con này là hàng nội địa Nhật nhé, em Nhật cho em này, em Nhật này. Đấy. Trong dòng măng tô của Burberry thì mua mới thì nó chị nó cũng sẽ rơi vào tầm 7 đến 8 triệu trở lên nhé anh em nhé, tùy từng dòng. Đấy. Túi hai bên nó là túi thường này. Đây, với bề túi thường nhà cho em. Con này thì cho anh em là tầm size M nhé, tầm size M nhé em, mặc nghe là vừa in này. Đấy, vừa in này. Đấy, cho bác là tầm 1m65 nhé, 1m65, tầm 1m63 đến 1m68 mặc là vừa. Đấy. Đây, cũng kiểu dáng rất là cơ bản thôi, rất là cơ bản. Trong con này nó sẽ không có túi đâu anh em nhé. Trong thì thực ra này, cái này nó vẫn là một cái túi này. Đây này, này nó vẫn là một cái túi này. Đấy, bên này cũng là một cái túi này. Đấy, và túi sẽ thông một cái túi ngoài nhé.
Đấy, cũng con này thì kiểu cực kỳ đơn giản rồi. Cúc cứ con lành hết, toàn bộ là cúc sừng nhá, toàn bộ cúc sừng hết cho em. Con này mà E2 nhé. Vai 6, à, bụng 60 dài 93, bụng 60 dài 93 cho em nhé. Đấy, con này thì nó sẽ là kiểu vai suông như này, nên là sẽ không đo được cái phần tay. Đấy, mà em mặc thì em 1m65 thì nó nhẹ là vừa in rồi. Đấy, con này giá 1 triệu nhé, E2, bụng 60 dài 93 cho em. À, giá 1 triệu ạ. À, mã tiếp theo này, lên nhà mình một con măng tô dạ dày dặn này, màu xanh lá cây này. Size trên áo là size M. Bên trong là lót gió nhé, con này dày dặn lắm. Con này là của Ame, à đâu, con này Lori Farm, tem Nhật nhé. Đây, tem Nhật mới đẹp luôn này. Đây, con này cho anh em đúng chuẩn size M luôn này, em mặc vừa in luôn này. Đấy, màu xanh lá cây nhé, xanh lá cây. Australian Mayor này. Đấy, hàng Úc. Đây anh em nhé, con này cho anh em chuẩn size M, em 1m65 này, 53 cân vừa in luôn. Nó sẽ kiểu slim nhé, kiểu slim nhà cho em này, rất đẹp luôn nhé. Túi hai bên là có nắp này, đây. Đấy, mặc vừa vặn luôn anh em ạ, vừa vặn luôn. Trong lại sẽ không có túi đâu anh em nhé, trong không có túi đâu, bên trong là lót gió nhé. Trong là lót gió. À, con này là mã E3 nhé, E3 cho em. Vai 38, bụng 52, dài 89, dài tay 57. Cho em chuẩn size M nhé, em 1m65, 1m65, 53 cân vừa in. Anh em cứ loanh quanh tầm đấy là mặc vừa nhé, con này 300, E3. Tiếp theo này, đây nhà mình một con màu xanh rêu nhé. Con này là chất dạ, giật cực kỳ dày dặn luôn cho em nhé, cực kỳ dày dặn luôn. Đây, khóa của nó sẽ là khóa 2 chiều này, khóa 2 chiều nhé. Cổ thì nó sẽ là kiểu cổ bóng bơ ấy, bên trong là trần trám nhé, cực kỳ dày dặn luôn nhé. Nó có bông mỏng như này đấy. Đấy, con này thì cũng tầm size M đó, cho anh em mặc tầm size M cho em thôi. Đây, cho bác nào thích kiểu cổ tròn nhé. Có hai chiều thì mặc nó sẽ cực kỳ là thoải mái rồi. Con này là kiểu khóa kéo cho em nhé, khóa kéo. Đây, nó sẽ là cái dáng khóa kéo nhé. Và khóa là khóa hai chiều, anh em kéo từ dưới lên được cho em nhé. Túi hai bên có nắp này. Trên này có một cái túi này. Đấy, này có một cái túi tiếp này. Đấy. Đây nhá, cũng chuẩn size M cho em nhé. Con này anh em cũng chuẩn M cho em này. Bên trong này con này nó sẽ không có túi đâu. Áo trần trám size M, tem Nhật. Con này giặt máy thoải mái này, con này cho giặt máy luôn này. Vai 41, bụng 52, dài 91 nhá. Dài tay 57. Đây là sau xẻ tà nhẹ này. Áo màu xanh rêu mã E4 nhá. Con này 200. 200 cho em. Tiếp theo này, lên nhà mình một con siêu phẩm này, bên trong là lót lông này. Cúc sừng này. Con này da nó đỉnh lắm. À, con này chất của nó đỉnh lắm. Đây này. Con này Kesa size 3L cho em nhé. Size 3L. Đây, bên trong toàn bộ này. Lót này. À, quá đẳng cấp luôn. Đây, con này thì cái chất của nó là chất kiểu như chất da lộn ấy, kiểu vậy. Đấy, màu nâu rất đẹp luôn. Con này thì là giặt thì là anh em mang ra tiệm giặt cho em, giặt khô là xong nhá. Giặt khô là ok. Đây. Quá đỉnh luôn anh em ạ, đây. Đẹp hoàn hảo hết anh em nhé, đẹp hoàn hảo. Bên trong này có một túi cho em nhé. Bên trong có một túi này. Size thì tầm size 3L thì bác nào tầm size XL cho em thôi. Đây, trong này có một cái tem Nhật này. Đấy. Quá đẹp luôn anh em ạ. Luxury luôn. Con này thì cho anh em tầm size XL cho em nhé. Size XL. Cao thì đây này, con này thì nó sẽ theo chiều cao thôi. Đây này. Đấy, theo chiều cao. Con này thì tầm bác nào tầm 1m75. 1m75, 1m8. Con này có cả đai luôn nhé. Có cả đai luôn này, rất đẹp luôn. Đây. Có cả đai cho anh em luôn. Cho anh em nhé. Đấy. Đai luôn, đẳng cấp luôn anh em ạ. Áo nam đấy anh em nhé, không phải áo nữ đâu. Đây, con này mới tầm 95-97%, mới tinh nhé. Mới tinh. Con này là mã E5 nhé, E5. Vai 55, bụng 62, giá là 99 nhé. Dài tay là 63, mã E5.
À, con này 400 ạ. 400 cho em. Mã tiếp theo này, lên nhà mình một con này cũng chất kiểu như vậy nhá, chất kiểu như giá lộn này. Này có mũ này, bên trong là lót gió cho em nhé. Trong là lót gió này, mũ của nó sẽ là mũ liền nhé. Mũ liền này. Đây. Lót rất hay nhé, gió đây. Đây, đây cũng là một lớp vải. Đây, túi của nó này cũng phối này. Phối này, à, con này thì áo màu nâu. Áo màu nâu, đây. Nó sẽ cho bác nào tầm 1m65, 1m72 nhé. Đây này. Em mặc tay nó hơi dài một tí thôi. Bên trong nó sẽ không có túi đâu anh em nhé. Tem của nó tem Nhật. Đây, size nó là size 2L đó. Nhưng mà con này nếu mà để mà chuẩn size thì anh em tầm size L mặc là vừa rồi. Size L mặc là vừa cho em nhé. Đây, nó sẽ có cúc bên đây. Cúc bên đây cho em nhé. Đấy. Màu áo thì nó sẽ là màu màu nâu. Con này mà E6 nhé. E6 này. Vai 53, bụng 60, dài áo là 90, dài áo là 115 nhé. Dài tay 56. Vai 53, bụng 60, dài 115, dài tay 56 cho em nhé. Size L cho em. Size L cho em. Nó sẽ là vai nó sẽ rộng ra ấy, và sẽ mặc trễ xuống, cho nên là con này chuẩn L cho em mặc là vừa nhé. Con này 250 ạ. 250 cho em nhé. 250. Tiếp theo này, đây nhà mình một con măng tô dạ form gọn này. Form gọn nhá, nó cũng dài vừa phải đấy. Form này cực kìa dễ mặc luôn. Bên trong là lót gió nhá, con này là Comeka này, hiệu Nhật nhá. Đấy, và nó có túi bên trong luôn, chất dạ màu đen. Đây, anh em mặc lên form này. Đấy, anh em cứ mùa đông thì mình cứ mặc một cho một cái áo giữ nhiệt. Áo giữ nhiệt bên trong, mặc thêm một cái áo này, thế là đẹp luôn. Đây, con này cho anh em chuẩn size M cho em nhá, 1m65, 1m72. Đây, chuẩn size M. Túi hai bên túi thường túi chéo như này. Đấy. Mới tinh nhá, này mới tinh. Một túi trên này túi thật luôn này. Đấy. Con này nó sẽ kiểu hai túi, hai cúc như này này. Đấy. Hai cúc này cho em. Đấy. Đấy, những cái con măng tô mà nó rất bình thường như này anh em mua kể cả hàng Trung Quốc nó cũng phải tầm tiền triệu rồi, phải 1 triệu rồi chứ mấy trăm nghìn thì măng tô nó không có. Đấy, mà ra hiệu bình thường các cái thương hiệu rất bình thường mà, không phải hiệu xịn, nó cũng đã tầm vài triệu, 2-3 triệu. Trong sẽ có hai túi cho em nhé. Một túi bên này có cúc này, túi bên này là không có cúc. Comeka hiệu Nhật. Đây, tem này, em nhìn này. Tem tiếp, nó còn nét căng như thế này. Đấy, nét căng luôn. Chuẩn M cho em nhé, chuẩn size M cho em. Con này là mã E7 ạ. Vai 42, bụng 49, dài 84, dài tay 62, chuẩn size M cho em. Con này 300 nữa. Bao ship nhé, giá em báo là sẽ bao gồm cả phí ship luôn rồi anh em nhé. Tiếp theo này, con này quá dày luôn nhé. Và cúc em nhìn này, cúc gỗ đẳng cấp luôn, các cái da đấy của nó còn ngon lành, ngon lành luôn. Đây là các cái chỗ này của nó bằng da này. Con này dày lắm, chất siêu dày luôn. Đây, nó là chất dạ một lớp thôi nhưng mà nó dày á, dày kinh khủng luôn. Con này size trên áo là size L cho em nhé, size trên áo là size L. Đây, tay đây. Đây, mũ thì nó là mũ liền cho em nhé, mũ liền cho bác nào. Con này chuẩn size L cho em nhé, chuẩn size L túi này. Dày đó, con này dày á. Chuẩn size L cho em nhé. Con này là mã E8 nhé. Vai 51, bụng 60, dài 101, dài tay 62. Chuẩn size L cho em. Con này 250 ạ. 250 nhé. Z-Fred, hiệu Nhật. Mã tiếp theo này, đây nhà mình một con măng tô cũng màu nâu hạt rẻ tiếp nhé. Cúc con này là kiểu cúc. Nó chỉ có một cúc ở trên này thôi nhé. Cúc trên này. Cúc này kiểu làm bằng gỗ hay là bằng chất gì đẹp lắm. Bên trong là lót gió cho em nhé, cũng là chất len 100% thôi. Nó kiểu nó là gọi là dạ, hàng nội địa Nhật nhé, tem Nhật này. Màu nâu hạt rẻ rất đẹp nhé. Con này là áo nữ anh em ạ, áo nữ rồi. Cái màu này mặc đẹp. Áo nữ nhé, chỗ này nó có mấy cúc này. Đây này, nó có mấy cúc ở đây nhé, để bấm vào đây. Đó. Bấm vào đây. Đấy. Con này nó là áo
áo nữ nhá, áo nữ dày dặn đây, áo nữ á, áo nữ ạ. Con này là mã E9 nhá, E9 á. Vai 35, bụng 73, dài 102, dài tay là 53. Con này thì cho chị em tầm mặc tầm size M cho em thôi, size M nhá, chị em tầm size M cho em mặc là vừa thôi. Đấy, cái bụng 53, 73 thì chắc là đều đo khi mà nói nó để cho rộng ra ấy. Con này anh em chị em cứ mặc đúng size cho em nhé, size M ạ, size M nữ cho em nhé. Con này 108 ạ, vừa bán vừa tặng ạ, chất dạ dày dặn mới tinh, màu nâu hạt rẻ quá đẹp luôn này. 108 mã E9 ạ. Tiếp theo này, lên nhà mình một con măng tô dạ này, size trên áo là size M, màu xanh than nhé, màu này mặc cực kỳ trẻ trung luôn. Con này nó sẽ có hai hàng cúc, tổng sẽ có 4 cúc. Bên trong thì là nó sẽ là lót lót gió, lót gió cho em nhé. Đây, tay của nó sẽ là có 3 cúc cho em nhé, 3 cúc này cho em này. Đây, tem Nhật này, hàng sản xuất tại Myanmar. Đấy, hàng xuất Nhật cho em nhé. Trong là lót gió, trong nó sẽ có một túi như này cho em này, trong nó sẽ có một túi nhé. Con này thì nó hơi tiếc một chút là nó bị vỡ một cái cúc ở đây. Đây này, đây này, nó bị vỡ một cái cúc ở đây này. Đây là một cái cúc nó bị vỡ đôi ra, nhưng mà may nó lại còn một cái cúc nữa dự phòng trong này. Đây này, đấy, đây anh em, đây là mình có thể mình thay cúc dự phòng được nhé. Túi sẽ có hai túi đây này, trên này có sẽ có một túi trên này này. Đấy, đây đây cho anh em nhé. Đây, con này cho anh em cũng chuẩn chuẩn size M cho em nhé, chuẩn size M cho em, tầm 1m6. Con này thì tầm 1m68 mặc vừa vặn hơn, 1m68, 1m72 cho em, size M cho em. Đây, trong nó sẽ có một túi thôi, trong một túi cho em nhé. Độ bớ này tầm 90%, áo có xẻ tà này. Con này là mã M10 nhé. Vai 42, bụng 54, dài áo là 91 nhé, dài tay 62. Con này 250 nhé, 250 cho em nhé. Tiếp theo này, nhà mình lên nhà mình một con màu xanh, xanh này là xanh rêu, xanh rêu, xanh ô liu đúng hơn, xanh ô liu anh em ạ. Này, khóa đồng này, khóa như kiểu cái ổ khóa, cái khóa ổ khóa này hình như là áo nữ, bên trong là lót gió cho em nhé. Galoria Squid, áo nữ rồi. Mũ này có thể tháo rời cho em nhé, cái mũ này tháo rời được này. Nữ thì một tay dài thế nhỉ. Bên trong lót gió nhé, tem Nhật này. Đấy, chất đây, màu nó đúng như video thôi. Đây, màu nó sẽ như là video thôi. Quá, con này nó sẽ kiểu áo có khóa kéo, hoặc kéo bằng đồng. Con này áo nữ rồi, mũ thì tháo rời được cho em nhé, mũ tháo rời được cho em này. Đấy, là áo nữ, mũ tháo rời, túi này, túi hai bên như này. Đấy, con này là mã E11 nhé. Vai 41, bụng 57, dài áo là 89, dài tay 60. Con này size L rồi, L hoặc XL nữ rồi. Con này 108 nhé, 108 cho em, bao ship ạ, 108, mã E11. Tiếp theo này, E12 này, lên nhà mình một con này có đệm vai này, con này áo nữ tiếp này, măng tô dạ của nữ này, màu đen xì, rất đẹp, bên trong là lót gió nhá, cúc này, đấy, có túi hai bên nhá, chất da vải sờ thích á. Đây này, con này là Quenny này, Colombo, con này là hàng Uvenin, con này hàng Ý luôn nhá, hàng Ý luôn này, handmade này. Con này nó là gọi là quá đỉnh rồi, hàng của nữ nhé, hàng của nữ cho em ạ, chất nó sờ thích ạ. Con này là mã E12 nhé. Bụng 58 dài 91 nhé, bụng 58 dài 91. Con này cho chị em là tầm size L, size L cho em, L hoặc XL. Con này 200 ạ, 200. Mã E12 nhé, một con măng tô dạ hàng Ý. Tiếp theo này, lên nhà mình một con màu lông chuột này,
con này nữ rồi, con này nữ tiếp cho em nhé. Slap up này, mang tô giả của nữ này, mới đèn đẹp nhiều, mới luôn màu xám lông chuột nhé, hai túi này. Đây cũng tem Nhật bên trong lót gió cho em nhé. Đây nó sẽ lẫn một vài con nữ đấy này, đẹp lắm, mới tinh. Mã E13 nhé, vai 43 bụng 55, dài áo là 83, dài tay 60 nhé. Con này 180 thôi ạ, 180 thôi. Tiếp theo này, đây nhà mình một con này có mũ này, áo măng, một con măng tô dạ nhé, cũng màu xám lông chuột nhưng con này màu đậm hơn, khóa kéo này, khóa kéo con này là 23 Vin Choi, size là size 48, khóa AKK, cúc đồng, à cúc, cúc con này là cúc, cúc con này là cúc, cúc sừng, bên trong là sẽ có một cái áo phao nhé, áo phao. Con này cái áo phao này như mà lông vũ cơ, cái áo phao này như là bằng lông vũ, đúng không? Trong này một cái áo phao bằng lông vũ nhé, đây này, cái áo phao là bằng lông vũ luôn này. Còn cái đây là cái tháo rời của áo phao thôi, cái tháo rời của cái áo phao thôi. Đây tem tiếc mới tinh luôn, bên China hàng xuất Nhật, cao cấp thực sự luôn này anh em ạ, này cao cấp thực sự luôn. Áo phao bên trong còn làm bằng lông vũ cơ, mũ của nó sẽ là mũ liền cho em nhé, mũ liền cho em này, quá đỉnh luôn. Tháo rơi được cái áo phao ra anh em nhé. Mã E14 nhé, bụng 63 dài 89 cho em nhé, bụng 63 dài 89, con này em bán tặng 250 thôi, 250 nhé. Vừa áo phao lông vũ đấy, vừa áo măng tô. Mã tiếp theo này, lên nhà mình một con này của Chesswood này, em mười mày quên ghi mã rồi, ok em để sau. Tiếp theo này, lên nhà mình một con măng tô dạ tiếp này, con này lại nữ, hình như lúc con này là nữ, có đệm vai luôn nhá, cúc này cúc áo nữ, măng tô dạ dày dặn lắm, đây này, bên trong là lót lót gió anh em nhé, trong lót gió dày á, này dày cực kỳ luôn, to kỳ luôn, đây, trong lót gió cho em nhé, cực kỳ dày luôn này, rất dài luôn. Mã E15 nhé, vai 43, bụng 64, dài áo là 110, dài tay là 55 nhé, con này cho chị em tầm size M, size L cho em nhé, nặng trịch luôn, con này ship đi chắc 50.000 ship rồi, áo nặng trịch, bán tặng nhà mình 180 nhé, E15, vai 43, bụng 64, dài 110, dài tay 55. 180.000 anh em nhé. E15. E16 này, đây nhà mình một con măng tô chất gió nhé, chất gió. Con này là không có mũ rồi. Đây, bên trong của nó sẽ là trần trám cho em nhé, bên trong trần trám này. Đây, con này nó sẽ kiểu dáng nó sẽ gió. Đây, con này cho em tầm size L cho em nhé, tầm 1m, con này phải tầm 1m7. 1m7, 1m8 cho em nhé. Trong nó sẽ có một túi này. Đây, size trên áo là size L luôn nhé. Tem Nhật này. Đấy. Tem nói chung là con này thì size L hoặc XL mặc đều được. Đây. Nó sẽ kiểu khóa kéo như này nhé. Đấy. Mã E16 nhé. Vai 48, bụng 60, dài áo là 95, dài tay 62. Túi hai bên này cũng có khóa kéo cho em nhé. Đấy. Đấy. Con này 180 nốt ạ. 108. Tiếp theo này, đây nhà mình một con măng tô cổ bẻ nhé. Con này là chất chất kaki cho em. Con này chất kaki. Chất kaki. Màu rất là dễ mặc và màu đúng như video anh em nhé. Đây, bên trong nó sẽ có thêm một cái áo gi lê dạ nữa. Một cái áo này anh em mình có thể tháo rời ra nhé, nó có khóa kéo tháo rời được ra luôn. Đây, con này thì anh em chuẩn size M cho em. Đây. Đây, con này anh em chuẩn M cho em nhé, chuẩn size M cho em, màu đẹp dễ mặc, áo mới tinh. Túi hai bên túi thường này. Đây cái form dáng rất cực kỳ dễ mặc luôn. Trong nó sẽ có một túi nhé, trong một túi này, tem Nhật này. Mã E17 nhé. E17 cho em. Bụng 60 dài 97 nhé. Con này thì ra là nó theo chiều cao thôi. Em 1m65 là vừa đó. Thì con nào cho anh em tầm 1m65, 1m7 mặc vừa nhé.
con này 200, E17 nhé, bụng 60 dài 97. Tiếp theo này, bên nhà mình một con chất kaki tiếp nhé, màu xanh than này. Màu xanh than cho em. Đây, bên trong nó sẽ lót một cái lớp vải cốt tông. Con này của NAC Jack size M nhé, size M này. Màu xanh than dễ mặc luôn này. Chất kaki dày dặn lắm. Đây, con này anh em chuẩn M cho em nhé, chuẩn size M này. Em 1m65 mà nó vừa in luôn. Đây, cho bác nào tầm 1m63 đến 1m68 mặc con này. Túi hai bên túi thường này, rất dày dặn lắm. Đây, màu xanh than. Một túi bên trong nhá, này có một túi bên trong này. Con này mã E18 cho em nhé. E18 á, con này 200. Bụng 57 dài 95. 200, mã E18 cho em nhé. E18. E19 này, đây nhà mình một con Aniquilo này. Màu xanh than này. Mới tinh luôn. Con này dáng cực kỳ đẹp luôn, siêu phẩm anh em ạ. Đây. Có xẻ tà này cho em nhé. Này, cúc của nó cũng là cúc sừng này. Bên trong nó sẽ là lót gió nhé. Trong lót gió này. Aniquilo. Đây. Aniquilo đây anh em nhé. Aniquilo này. Vai 41, bụng 49, dài 94. Dài tay 66. Chuẩn phai mờ nó cũng sẽ là cái dáng slim cực kỳ dễ mặc cho anh em luôn. Đây. Em nhìn là mặc phát lên form cực kỳ đẹp luôn. Túi này. Đây, túi này. Nó sẽ là ba cúc nhé. Ba cúc này. Chất lạ mới tinh. Màu xanh than này. Màu này thì cực kỳ là dễ mặc nhé, anh em trẻ trẻ mặc được và các chú bác mặc cũng được. Đấy, bên trong nó sẽ có một túi này, hai túi, ba túi luôn nhé. Tem đen của Aniquilo này. Mới tinh nhé, con này mới nhiều mới luôn. Mới nhiều mới cho em luôn. Đây, con này cho anh em tầm 1m65 đến 1m70. Mã E19 nhé, E19 á. Vai 41, bụng 49, dài 94, dài tay 66. Con này 300. 300 cho em nhé, mã E19. Mã tiếp theo nhé, lên nhà mình một con măng tô giả màu đen nhé. Ô này dài lắm anh em ạ. Này dài lắm, cho bao thích bằng dài này. Có đệm vai luôn nhé. Đây, cúc đơn giản là con áo nam. Đây, cúc đơn giản này áo nam. Đây, con này cho bao nào tầm size XL cho em nhé. Con này cao tầm 1m75 đến 1m85 cho em. Túi hai bên túi nắp này, hai bên như này. Đấy. Cho bác nào thích mặc form dài nhé, bốn cúc vào tay. Trên này túi thắt này. Đấy. Trong nó sẽ có một túi này, hai túi này, lót gió này, polo club nhé, cái bo này. Con này hiệu polo club nhé. Này. Đấy, con này riêng dòng polo đã bán tầm vài triệu rồi. Măng tô giả thì em chưa check giá nhưng nó phải tầm 7-8 triệu là ít. Đây. Con này tầm size XL cho em nhé, 1m75 đến 1m85. Polo club mới tinh, chất dạ màu đen nhé. Con này dài lắm, con này cho con nào thích mặc dài đâu. Mã E20 nhé. E20, vai 49, bụng 65, dài 122 nhé. Tay dài 65. Con này 300. Polo club. Ui, tiếp theo này, đây là mình con chất dạ. Chất dạ một lớp bên trong không có lót nhé. Bên trong nó làm bo lót đẹp lắm. Đây, con này form dáng slim này, cho con nào nhỏ nhỏ người này. Hàng nội địa Nhật này, màu xanh nhé. Xanh trẻ trung. Con này của Recenture. Con này size S rồi. Này sẽ kiểu body. Chất dạ nó mượt anh em ạ, nó mượt, sờ nó thích lắm. Đây nha anh em nhé, con này thì cháu nào tầm size S hoặc size M này. Đây em mặc con này thì ra là cũng vừa. Cháu nào tầm con này anh em à, nào tầm dưới 53 cân nhé. Dưới 53 cân, size S hoặc size M cho em. Dưới 53 cân mà cao tầm 1m65 đổ lại nhé. Cao 1m65 đổ lại vừa in luôn này. Mới lắm, con này mới tầm 97-98%. Mới tinh cho em. Còn chất dạ một lớp này, làm đẹp lắm. Anh em nhìn bên trong này. Con này mà E21 nhé. E21 cho em. Vai 38, bụng 50, dài áo là 87, dài tay 57. Con này 300 cho em nhé, 300. Màu đúng như video nhé, mới tinh.
Tiếp theo này, lên một con áo cho anh chú bác này. Đây, màu nâu. Màu nâu. Chất dạ cực kỳ dày luôn. Bên trong nó lót gió luôn. Hàng của Nhật. Con này là kiểu Yonanton Osaka Tokyo. Đây nó có một cái tem nhưng nó bị mở mất rồi. Này màu nâu. Đây. Màu thật như này nha anh em nhé. Đây, màu thật như này. Đấy, cúc sừng. Cúc sừng. Con này ngắn rồi. Con này cho bác nào tầm 1m65. 1m68 đổ lại cho em. 1m68 đổ lại mặc là vừa nhá. Áo dày á. Chất áo dày cực kỳ luôn. Đây. Chất áo cực kỳ dày, túi hai bên này, túi hai bên túi như này. Đấy, con này nó cũng chiều ngang nó cũng thoải mái lắm, cho nên là chỉ quan trọng chiều cao nhá, cân nặng không quan trọng, anh em bao nhiêu cân mặc cũng được hết. Một túi bên trong này, hai túi bên trong này. Đây, tem đây. Tem này nét căng này. Màu nâu nhá, anh chú bác mình mặc rất đẹp, chất này nó kiểu chất nhung. Sở thích á, đây này. Con này mà E22 nhá. E22 ạ. Ở vai 50 bụng 58, dài 93, dài tay 55. Con này 300, 300 nữa. Đẹp lắm, mới tinh như áo mới. 300 bao ship tính ra có 260 một con. Anh em bỏ 260 cộng cái ship quá rẻ. Tiếp theo một con mang tô dạ mỏng nhá. Con này bên trong lót gió, anh em mình cái gió lớp gió lót bên trong đẹp không? Con này Dragon, Dragon Code này. Hiệu của Nhật nhé. Màu rất là đẹp luôn ạ. Màu này cũng là cho các anh chú bác mình mặc. Đây. Con này bị vỡ một cái cúc ở đây rồi. Nhìn xem có cúc dự phòng không. Một túi bên trong nó có dính này. Đấy. Túi bên này tem tiếc mới đét. Đây. Con này nó không có cúc dự phòng rồi. Con này không có cúc dự phòng rồi. Anh em có thể bỏ cúc định được, ra mình mặc khoác ngoài. Cái này đằng nào đóng cúc vào đây á. Đây này. Đấy, hoặc là anh em mình thay cho em một cúc khác mà. Cái cúc này ra vẫn dùng được. Đây này. Cúc con này vẫn dùng được mà. Đấy. Đây này, đằng nào mình mặc như này. Cái này siêu phẩm luôn. Siêu phẩm luôn anh em ạ. Đây, cúc cái ngon đấy. Có đúng một cái cúc này nó hơi lỗi tí. Đây coi cúc phải thay đơn giản lắm. Nên là anh em mình thay cúc này cũng tầm 10.000 là thay thôi. Đấy, tại vì cái cúc này thực ra là đây anh chú bác này em mặc vừa in luôn này. Con này bác nào tầm 1m65, 1m70 mặc vừa in luôn, siêu phẩm, mới như một cái áo mới luôn. Trong có hai túi luôn, ngoài xịn lắm, lót gió toàn bộ bên trong, màu siêu phẩm luôn. Đây màu đúng như này. Con này em sẽ trừ tiền thay cúc cho anh em nhé. E23 mình nhớ con này, em bán con này 300, bụng 56, dài 99 nhé. Tầm size M cho em nhé. 1m65, 1m70. Con này 250 ạ. 250 cho em nhé. Đẹp quá. 250 nhé. Mã E23 cho em nhé. E24 này. Lên nhà mình một con quả nhôm. Chất của nó sẽ là chất chất vải kaki. Kaki mềm. Trong mà nó gió. Đây. Con này sẽ mặc kiểu như này anh em ạ, vừa cúc vừa khó kéo. Đây, sẽ mặc theo cái kiểu như thế này. Size con này tầm size L cho em nhé. Size L, túi hai bên là túi thường cho em nhé. Túi hai bên túi thường cho em này. Bên trong là nó gió nhé. Con này là của Alpha Spin. Alpha Spin, tem Nhật đây nhé. Tem Nhật đây. Trong là nó gió, bên trong nó sẽ con này không có túi đâu anh em nhé. Một túi đâu. Con này có bông mỏng đấy. Trong lót bông mỏng ấy. Đây một con kiểu dáng rất đơn giản. Mã E24 nhé. Vai 52, bụng 74. Dài áo là 96, dài tay 54 nhé. Nó sẽ kiểu trễ vai xuống ấy. Con này bắt đầu tầm size L tầm 1m68, 1m72.
nó 68-72 cho em nhé. Con này E24 ạ. Vai 52, bụng 74, dài 96, dài tay 54, nó sẽ rất là rộng ấy. Nó cân nặng không quan trọng đâu. Em mà khoác ngoài mà. Này 108 cho em. Tiếp theo này, bên này mình con khoác màu nâu này. Chất của nó sẽ là chất vải kaki mềm. Là khoác kéo nhé. Bên trong thì nó sẽ có một cái áo phao mỏng, có thể tháo rời được cho em nhé. Con này Gladen này, đây, áo màu nâu cho em nhé. Đây, thế còn lớp bên trong nó sẽ là lót gió nhé, tem Nhật mới tinh, da trên áo là size L nhé, size L. Mặc màu nâu, con này là hai cổ luôn này. Trong nó sẽ có một cái măng tô, đây, chỗ này có hai nước cúc này. Này áo màu nâu, màu nâu cho em nhé. Đây, cái chú bác mình khoác này, con này mình nó sẽ không có mũ đâu nhé. Bây giờ để em xem lại, khả năng nó có mũ bên trong. Túi hai bên này, túi hai bên là có nắp. Đây. Này mà quá lịch sự rồi. Nó là chất kaki mềm đấy. Con này nó có mũ đấy anh em nhé. Đây này, trong này có một cái mũ này. Đây này, đấy. Trời mưa thứ là anh em mình có thể là bỏ cái mũ ra được. Mà mũ nó mỏng dính ấy, mà cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái cổ đâu, mà cũng sẽ rất thoải mái luôn. Con này mã E25 nhá, E25 cho em này. Vai 46, bụng 60, dài 92, dài tay 60 nhá. Con này 250 cho em ạ, 250 này. Tiếp theo này, lên nhà mình một con con này là kaki. Chất kaki dày dặn. Đây, bên trong là lót vải cho em nhé, trong lót vải. Tem nó trên này hết tem Nhật, hàng nội địa Nhật cho em nhé. Con này áo em thấy nó hơi bạc rồi. Con này áo nó hơi bạc rồi. Đây, màu xanh này nó hơi bạc tí rồi. Đây, một cúc của nó hơi bị nứt tí nhé. Nứt tí. Đấy. Đây, gắn keo là ngon lành em ạ. Con này cho anh em tầm size M nhé. Size M. Size M cho em vừa in này. Đấy. Túi hai bên nó là túi thường cho em nhé. Con này độ mới không cao đâu. Độ mới không cao đâu. Một túi bên trong nhé, chất kaki. Con này là mã E26 nhé. Bụng 57, dài 97, dài tay 57. E26. Con này 100.000 ạ. 100.000 cho em nhé. E27 lên nhà mình một con khoác chất. Con này kiểu chất len của áo vest ấy. Màu vàng rất đẹp này. Con này của Senjo này. Đây nó cũng sẽ lót lưới à, và lót gió xung quanh như này. Đây này nó không lót. Senjo hiệu Nhật nhá. Mới tinh cho em. Đây, màu rất đẹp luôn này. Rất nhã nhặn cho anh chú bác mình luôn. Đây, cúc sừng nhá. Cúc sừng, con này cúc rất ngon lành hết. Áo mới tinh, như áo mới luôn. Size con này tầm size L nhá. Con này cho anh em cao tầm 1m68 đến tầm 1m72 cho em ạ. 1m72. Trong nó sẽ không có túi đâu, nó chỉ có hai túi hai bên này thôi. Đây. Con này là mã E27 nhé. E27. Bụng 57, dài 98, dài tay 60, E27. Con này có giá là 200 cho em ạ, 200 nhé. Tiếp theo này, lên nhà mình một con cũng kiểu chất len nhé. Mịn lắm. Len áo vest mịn cực kỳ luôn. Nó cũng lót giống con kia này, nó chỉ lót đoạn trên thôi nhé. Lót gió đoạn trên này. Lót gió đoạn trên cho em nhé. Đây, con này cho anh em tầm 1m65 đổ lại nhé. Bờ lóc quát này. Đây. Một túi bên trong này. Bên trong các cái đường may làm đẹp lắm. 1m65 đổ lại cho em nhé. Size M. Túi hai bên này. Đây, con này dáng thì là cực kỳ dễ mặc rồi. 1m65 đổ lại cho em nhé. Đây, màu nó sẽ là cái màu nâu. Màu nâu cho em nhé. Là màu nâu ấy. Áo mới tinh, áo mới. Mã E28 nhé. E28. Bụng 54, dài 86. Bụng 54, dài 86, dài tay 54. Đây này. 1m65 đổ lại cho em thôi. 1m65 đổ lại cho em thôi. E28 con này 200. 200 cho em. Màu nâu đẹp á. Tiếp theo này, con măng tô dạ dày dặn này. Con này áo nữ rồi. Meruna Lady. Con này áo nữ nhé.
món măng tô dạo nữ dày dặn, bên trong là lót à, lót gió cho em, size 21 à. Ở mã E29 nhé, bụng 67 dài 88, bụng 67 dài 88, con này tay nó sẽ tay ngắn ấy, áo nữ. Và con này cũng 108 cho em nhé, E29 á, dày dặn cực kỳ luôn, bụng 67 dài 88, mới tinh cho em nhé, nữ, 180.000 mã E29. Tiếp theo là E30 này, bên nhà mình một con màu xám lông chuột này, con này cho nam này, con này dày dặn này, bên trong lót gió nhé, mới tinh, chất nó sờ mịn lắm. Đây, Moda Ritono, em nhặt đây, mới tinh này, con này áo mới từ trong ra ngoài, không khác gì với áo mới luôn, màu xám lông chuột. À, cúc, ba cúc ngon lành hết anh em nhé. mét 68 mét 72 cho em, ba cúc, túi hai bên là có nắp, trong nó sẽ có một túi, hai túi cho em nhé, hai túi này cho em này. Đây, con này là mã E30 nhé, E30, vai 51 bụng 58 dài 118, dài tay 62, size XL cho em, mét 68 mét 72, này 300 nhé, mới tinh. Tiếp theo này lên nhà mình một con giày dặn tiếp này. Đây, màu xanh than. Con này hai hàng cúc. Con này hình như Great Cup hay gì. Một cúc dự phòng bên trong luôn. Bên trong trần chám cho em nhé. Bên trong nó trần trần chám. Đây. Con này cho anh em tầm size XL cho em nhé, XL chiều cao thì con này, đây là nó sẽ là kiểu vest ngắn đấy, con này cho anh em cao cao thôi. Đây này, con này cho bác là tầm 1m75 đến 1m85 cho em. Đấy, size to, chất dạ, trong trần chám luôn. Con này tem đâu mất rồi. Đây, cái cúp này như của kiểu Great Cup anh em này. Đấy, hai hàng cúp nhảy cho em nhé, hai hàng cúp nhảy cho em. Con này mà E31 nhé, E31 cho em này. Vai 51 bụng 57 dài 81, dài tay là 64, tay dài 64 đấy, em cứ đo tay anh em là vừa tay là vừa thôi. Con này 250 cho em nhé, 250. Tiếp theo này, lên nhà mình một con màu xanh than này, mang tô dạ màu xanh than cho em nhé. Bên trong là lót gió. Con này nó bị vỡ mất một cúc ở đây rồi. Đây này. Đây là 4 cúc này. Nhưng may quá nó có một cái cúc bên trong. Cúc này để cài đây nhưng mà thực ra nó không dùng đâu. Anh em lấy cúc này thay vào cúc này. Đấy, mặc là ok. Màu xanh than, áo rất là dễ mặc. Đây. Con này thì bác nào cũng 1m75 cho em nhé, 1m75 1m80. Màu xanh than, rất là dễ mặc. Túi hai bên có nắp này. Trong một túi hai túi luôn, trong hai túi nhé, tem nhật này. Đây, size trên áo là size L nhé, size L này. Size L màu xanh than, mới tầm là 90. Con này là mã E30 em. E32 nhé. Vai 46 bụng 58 dài 94, dài tay 63. Dài tay 63. Con này 250 cho em nhé, 250. Tiếp theo này, đây nhà mình một con màu xanh than nhé. Này là của Urban Research này, hiệu Nhật. Bên trong nó gió nhé. Con này có mũ này, mũ liền cho em nhé. Mũ liền luôn. Đây, con này chất dạ dày dặn lắm. Đây, con này là mũ liền nhé, dáng mũ liền cho em này, dáng mũ liền. Đây, con này cho bác nào tầm size XL nhé, size XL cho em ạ. Tem Nhật này, bên China hàng xuất Nhật. Đây, size XL cho em nhé, một túi bên trong. Con này là mã E33. E33 tem đây đâu rồi, bóng mất cái tem rồi.
vừa dán tem đây mà. Ở đây. Đây 33. Cái số bay mất này. Con này cho anh em nào cao tầm 1m75, 1m80 nhá, em vừa bị bong mất cái tem này, không biết là nó đi đâu mất rồi, nó lạc đâu mất rồi. Đây để em đo lại luôn nó dễ. À đây, đây 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 đây. Đây đây anh em ạ. Bụng 59 dài 93, bụng 59 dài 93 cho em nhé. E33, bụng 59 dài 93, 180 cho em nhé. Tiếp theo này lên nhà mình một con là của nữ này, con này đẹp lắm. Đây, cúc này, đây mình có cúc sừng này. Mode friend sẽ phổ bên trong là lót. Bên trong là nó sẽ lót gió cái đoạn trên thôi. Đây, mềm lắm, này kiểu choàng ngoài mềm lắm. Cho nữ cho em nhé. Cho nữ đây này, choàng ngoài nhai cho em này. Đấy. Túi này, điệu cực kỳ luôn. Con này nó hơi dài. Chắc là kiểu tay nó dài thôi. Áo nữ mà. Đây, size F4. F4 là nó kiểu free size ấy. Con này hàng Made in Korea, hàng xuất Nhật nhé. Con này là mã E34 ạ. Vai 69, bụng 64, dài 89, dài tay 50. Con này free size rồi, size F4. F34, này 180 ạ, 180. Rồi mã cuối cùng này, E35 nhé, lên nhà mình một con măng tô gió này. Con này Việt Nam này, nữ này, sợi hộc hồng này. Mr. Junko, bên trong là lót gió. Này, Mr. Junko, sai hồng hồng này. Nhưng mà nó là áo nam đấy anh em ạ. Con này bị rách mất đây rồi. Này rách mất đây rồi. Đây này, rách mất tí đây. Con này cho anh em nam size M cho em nhé, size M, size L này. Rồi, mã này em tặng nhé, tặng này, mã E35 mã cuối cùng rồi. Vai 45, bụng 50, dài 85 nhé. Đấy, mai tặng em nhé, tặng mà nào có đơn. À, ok, vậy là em Dương đã lên hết 35 áo măng tô cho video hôm nay nhé. Rất cảm ơn các chú các mình đã chú quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em vào video buổi tối lúc 20 giờ tối hàng ngày nhé. Bye bye.